người đàn ông sống sót sau hơn 2 giờ bám cảng máy bay. Hình ảnh trong video chia sẻ cho thấy, người đàn ông mặc quần bò, áo khoác và đi ủng đứng bên cạnh máy bay trước khi ngồi bệt xuống nền bê tông ở bãi đỗ phi cơ. Nam thanh niên dường như bị choáng nhưng không có thương tích trong lúc nhân viên mặt đất chăm sóc và tìm nước uống cho người này. Các nhân viên thuộc cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ tại sân bay quốc tế Miami đã phát hiện người đàn ông này khi đang lẩn trốn bên trong khoang chứa cảng đáp máy bay xuất phát từ Guatemala sáng ngày 27 tháng 11 đến thành phố Miami của Mỹ. Hiện tại, nam thanh niên trên đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và sự việc vẫn đang được điều tra. Được biết, các chuyến bay từ Guatemala đến Miami thường kéo dài hơn 2,5 giờ. Người từ Guatemala chiếm phần đáng kể trong khoảng 1,7 triệu người di cư bị Mỹ bắt hoặc trục xuất năm qua. Nhiều người trong số này là cư dân Trung Mỹ rời bỏ quê hương vì bạo lực băng đảng hoặc tình trạng đói nghèo.